chào quý vị khán giả. Tuyết Oanh và Hoàng Trí vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi chia sẻ và cập nhật trong suốt 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Lâm Đồng tạm giữ hàng chục ngàn khẩu trang không rõ xuất xứ. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá sòng bạc khủng, thu giữ hơn 500 triệu đồng. Chuyên mục nóng trên mặt báo, bác sĩ hướng dẫn cách làm kính bảo hộ chống Covid-19. Ninh Thuận thiếu nước, nhiều diện tích đất phải dừng sản xuất. Độc đáo triển lãm salad rau củ quả tại Mỹ. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành kiểm tra và tạm giữ hàng chục ngàn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục xác minh làm rõ. Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13 tháng 3, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm gia công khẩu trang của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại địa chỉ số 227 Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc của 8 bao khẩu trang thành phẩm bằng vải màu trắng có dây đeo, mỗi bao khoảng 2.700 chiếc khẩu trang. 3 bao khẩu trang nguyên liệu mới cắt chưa may, mỗi bao ước khoảng trên 20.000 chiếc và 1 bao dây thun làm dây đeo khẩu trang hàng hóa. Các khẩu trang không có nhãn hàng hóa. Số hàng trên bà Ngân không kinh doanh mua bán mà nhận gia công thành phẩm cho một công ty ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng. Đội quản lý thị trường số 3 đang tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Neang Sokfa, sinh năm 1995, trú tại khóm 1 thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, với số tiền 10 triệu đồng vì đưa tin lên Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, Công an huyện Tri Tôn phát hiện tài khoản trên Facebook cá nhân có tên Neang Sokfa đăng tải nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn. Cụ thể là Tri Tôn đã có hơn 50 vụ nhiễm corona rồi, hít, hoang mang quá, mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thật sạch nha. Sau khi những thông tin trên được đăng tải, lực lượng công an huyện Tri Tôn tiến hành xác minh và tìm được chủ tài khoản Facebook cá nhân. Tại cơ quan chức năng, người này đã thừa nhận hành vi không đúng của mình do bản thân không đọc kỹ các báo trên mạng xã hội và cho biết mục đích đăng tải thông tin nhằm khuyến cáo mọi người phòng tránh dịch COVID-19, không có động cơ chính trị. Công an huyện Tri Tôn buộc người này gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân và cho làm cam kết không tái phạm. Công an huyện Tri Tôn đang củng cố hồ sơ, xử phạt đối tượng theo quy định pháp luật. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một sòng bạc ở quận Bình Thạnh, thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 khẩu súng và lượng lớn tang vật. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự đã bất ngờ ập vào tụ điểm ở căn nhà khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bắt quả tang 44 người đang tham gia đánh bạc ăn tiền. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng tìm cách bỏ chạy tán loạn, hòng thoát ra bên ngoài nhưng bị trinh sát chốt chặn khống chế. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 53 chiếc điện thoại di động, 25 xe máy, xe ô tô, 10 bộ bài tay cùng nhiều tang vật có liên quan. Đáng nói, công an còn thu giữ thêm một khẩu súng K-59. Bên trong băng đạn có 6 viên đạn và một khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ. Bên trong băng đạn có 9 viên đạn. Qua đấu tranh khai thác, công an xác định tụ điểm cờ bạc này do Huỳnh Văn Vinh sinh năm 1984 và Nguyễn Văn Hồng sinh năm 1972 cầm đầu. Hoạt động từ ngày 21 tháng 2, trung bình mỗi ngày tiền sâu tại sòng ước chừng 25 đến 140 triệu đồng. Về khẩu súng đang được cơ quan chức năng thu giữ, Hồng khai mua của một đối tượng ở Campuchia vào tháng 1 năm 2019 với giá là 5 triệu đồng với mục đích tự vệ phòng thân. Qua sàng lọc, công an đã tạm giữ hình sự 33 người để tiếp tục mở rộng điều tra.
Thưa quý vị, thành phố Hà Nội, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với sự bùng phát của COVID-19 khi số ca dương tính không ngừng tăng lên trong vài ngày qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì người dân đang đua nhau tìm mua loại mũ có kính bảo hộ, chống bắn giọt, ngăn ngừa virus để nâng cao khả năng bảo vệ bản thân và gia đình. Theo một tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thì loại mũ chống virus này có xuất xứ từ Trung Quốc. Dù không thể thay thế khẩu trang, nhưng có thể giúp giảm thiểu giọt bắn khi ngồi nói chuyện với những người đối diện. Mũ có cỡ dành cho cả trẻ em và người lớn. Loại mũ này có giá dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc tùy mẫu mã. Tuy nhiên, giờ đây không cần phải bỏ ra với một số tiền khá lớn như vậy. Chúng ta vẫn có thể có được chiếc kính bảo hộ chống COVID-19 vô cùng hiệu quả, mà giá thành thì lại rất rẻ, chỉ khoảng 5.000 đồng mua nguyên liệu cùng với 5 phút cắt bấm thì ai cũng có thể tự làm cho mình kính bảo hộ chống COVID-19. Chúng ta đang xem đoạn video hướng dẫn cách làm kính bảo hộ chống COVID-19 của bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm, giám đốc phòng khám đa khoa Tâm An, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang được đông đảo các y bác sĩ, giảng viên trường y cũng như cộng đồng người trẻ chia sẻ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm cho biết từ thực tế đi tìm kiếm kính bảo hộ chuyên dụng chống COVID-19 cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong phòng khám mà không có hàng, giá rất cao, trên 100.000 đồng một cái, nên ông đã sáng tạo ra cái này. Theo đó, để làm một kính bảo hộ chống COVID-19 theo cách đơn giản nhất, cần chuẩn bị kéo, thước, đồ bấm, cây viết, miếng kính trong, kích thước 34x30cm, giá thành khoảng 5.000 đồng. Trải thẳng tấm kính trong trên mặt bàn. Từ trên cạnh 30cm dùng bút kẻ hai đường thẳng song song, mỗi đường cách nhau 3cm. Theo đường kẻ này, cắt hai đoạn kính ra, nối lại với nhau bằng đồ bấm. Sau đó vòng lại trên đầu để vừa với đầu của mình rồi bấm lại. Lắp miếng kính trong còn lại cho sát lại vòng tròn vừa tạo ra bằng đầu bấm. Thế là đã hoàn chỉnh một kính bảo hộ có thể ngăn dịch bắn, phòng tránh COVID-19. Chiều ngày 13 tháng 3, tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, giảng viên bộ môn sức khỏe môi trường, khoa y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ video hướng dẫn cách làm kính bảo hộ chống COVID-19 của bác sĩ Lâm lên Facebook cá nhân. Theo tiến sĩ Đăng, việc này khá hữu ích cho nhân viên y tế trực tiếp khám cho bệnh nhân, những người đang ở khu cách ly, những người phải tiếp xúc với đối tượng nguy cơ. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng cho biết sẽ học hỏi bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm để tự làm kính bảo hộ chống COVID-19 trong quá trình đi chợ, siêu thị hay lên xe buýt. Phương pháp làm kính bảo hộ này đơn giản, tiết kiệm. Những người kinh doanh đồ ăn, chế biến đồ ăn cho khách hàng cũng có thể tham khảo thực hiện để tránh giọt bắn, phòng tránh COVID-19. Bác sĩ Lâm cho hay, hiện tại tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế của phòng khám nơi ông đang làm việc đã dùng những tấm kính bảo hộ chống COVID-19 do mọi người tự làm. Ngoài giờ làm việc, bác sĩ Lâm cũng tự tay làm và cải tiến thêm kính bảo hộ có nút bấm và phần nón ở trên để có tính thẩm mỹ hơn. Ông tặng nhiều kính này cho các y bác sĩ tại nhiều bệnh viện, phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng hỗ trợ một số đơn vị y tế làm thêm các đồ bảo hộ này. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Lâm, người dân nên bình tĩnh, không nên ồ ạt, ung đi mua khẩu trang y tế, nên ưu tiên khẩu trang y tế cho đội ngũ y bác sĩ, những người đang phải trực tiếp chống dịch. Thay vào đó, người dân trong sinh hoạt hàng ngày, không trong diện cách ly, có thể dùng khẩu trang vải và tuân thủ những chỉ định của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Vâng ạ, Tuyết Oanh luôn tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý trong chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, những ngày gần đây tại Ninh Thuận, thời tiết nắng hạn kéo dài dẫn đến nhiều hồ nước đã bị cạn trơ đáy. Để có nước sản xuất, nhiều hộ dân nơi đây đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để khoan giếng lấy nước. Dù tốn công, tốn của nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được nguồn nước dưới lớp đất đá sâu đến cả trăm mét. Giếng khoan sâu hơn 50 mét này của gia đình ông Lâm Sĩ Bé phải bỏ không vì không có nước. Khu rẫy năm sào vốn trồng hành tím, nhưng vụ này do khô hạn nên ông Bé chỉ trồng một sào. Để duy trì sản xuất, ông Bé buộc phải thuê thợ tiếp tục tới khoan giếng tìm nguồn nước tưới. Giá khoan của nó là 1 mét của nó là giá máy nhỏ này là nó 300. Còn máy lớn là 700. Cho nên là cái chuyện hao tốn của bà con quá nặng. Hồ ao cạn kiệt, khoan giếng có lẽ là biện pháp duy nhất người dân có thể làm vào lúc này để cứu cây trồng. Nếu may mắn, chủ nhà sẽ tìm được nguồn nước ngầm, còn không đành phải tiếp tục khoan giếng khác với chi phí tốn kém lên đến cả 100 triệu đồng, nhưng cũng không đảm bảo 100% giếng mới sẽ có nước. Tuy nhiên, dù khoan được giếng có nước, nhưng người dân cũng chưa hết khó khăn. Để có nước tưới cho một sào hành tím sản xuất cầm chừng như thế này, anh Nguyễn Minh Đăng phải bơm nước từ giếng khoan trong lòng hồ ông Kinh lên.
theo đường ống hơn 1,5 km về trữ trong giếng đào. Từ đây nước được bơm lên 2 lần để tưới cho ruộng hành, đồng nghĩa với tiền điện để chạy máy bơm nước tăng gấp đôi. Tiền điện hàng tháng thì nói chung là đã lỗ khoan trong hồ kinh là hết 1 triệu mấy gần 2 triệu à. Để ứng phó với khô hạn, tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các địa phương chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, tập trung cứu các loại cây trồng đang sản xuất cho giá trị kinh tế cao. Song song với đó, người dân các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng thích ứng với khô hạn, chủ động tìm nguồn nước ngầm, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm để duy trì sản xuất trong mùa khô năm 2020. Khoảng hơn một tháng qua, tình hình xâm nhập mặn diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài tại một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại tỉnh Tiền Giang nói riêng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến trên 12.000 hectare vườn trồng sầu riêng chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Trong số 12.000 hectare vườn trồng sầu riêng bị thiệt hại, thì huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chiếm tới khoảng 9.200 hectare. Nhiều hộ gia đình từ trước tới nay chỉ trông chờ thu nhập từ sầu riêng đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng. Tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy có gần 880 hectare sầu riêng. Hiện nay có 40 hectare sầu riêng đang ra bông, 75 hectare sầu riêng đang ra trái, còn lại là diện tích sầu riêng mới trồng và đã cho thu hoạch xong. Đặc biệt do ảnh hưởng hạn mặn đã làm 8 hectare sầu riêng chết do thiếu nước, gần 70 hectare sầu riêng bị trùng hết lá và có nguy cơ chết. Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Long trồng được 2.000 m2 sầu riêng giống Mòn Thông, cây được 8 năm tuổi, hàng năm cho thu nhập gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay gia đình bà mất trắng, đặc biệt gần 1.000 m2 sầu riêng đã chết khô do thiếu nước tưới. Vườn của em á thì trồng 2 công, mà 1 công thì đang ăn tái, mới vừa cắt xong mà chưa cắt là cây nó chết nữa rồi, không có nước tưới, tại nước mặn từ hôm tông tết tới nay không có nước tưới luôn. Còn đây là hộ của ông Nguyễn Văn Cường đang vận chuyển từng can nước ngọt để trữ trong túi bạc để dành tưới cho 2.000 m2 sầu riêng đang mang trái hơn 2 tháng nhưng vẫn không đủ đâu vào đâu và đang đứng trước nguy cơ khát nước ngọt cho vườn sầu riêng. Cây mang trái này cũng 2-3 tháng rồi mà thiếu nước ngọt, tôi kiếm nước về tôi tưới đến độ ngoài xa lúc ngoài sông năm gì đây tưới. Trước tình hình này, huyện Cai Lậy với phương châm 4 tại chỗ như tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, khai thông dòng chảy lấy nước ngọt trữ trong nội đồng, kết hợp với đóng cống ngăn mặn triệt để. Ngoài ra, còn quyết định thi công khẩn cấp 54 công trình phòng chống hạn mặn cho vùng chuyên canh với tổng kinh phí 7,68 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước năm 2020. Tuy nhiên, hạn mặn kéo dài, việc trữ ngọt còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh, Hà Nội xuất hiện các hố lạ khá sâu cùng với nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô. Sau đây là những hình ảnh mà cộng tác viên của chương trình ghi lại được. Những cây sấu dọc đường Trường Chinh, nhiều cây trong tình trạng tróc vỏ eo ụt, thậm chí có cây đã chết khô. Theo người dân ở đây, những cây sấu này được trồng từ cuối tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, chúng gần như không được chăm sóc. Một số cây chết đã được bóc đi và để lại những hố sâu nham nhở trên vỉa hè như thế này, và có chỗ đã trở thành hố rác. Không rào chắn, không biển cảnh báo, những cái hố sau này rất có thể trở thành bẫy đối với người đi bộ. Mùa hè đang đến, những hàng cây tỏa bóng mát là điều rất cần thiết. Đã đến lúc các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để mang lại cho người dân những cung đường trong lành mát mẻ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về nông nghiệp. Thưa quý vị, hiệu quả kinh tế cao từ cây thanh long khiến diện tích trồng thanh long ở tỉnh Long An liên tục được mở rộng trong những năm gần đây. Tuy nhiên đến nay, đầu ra cho loại trái cây này vẫn thiếu tính ổn định, tiềm ẩn rủi ro cho người nông dân. Long An là một trong 3 địa phương có diện tích trồng và sản lượng thanh long lớn nhất cả nước. Sau thời gian dài giá giảm sâu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đến nay giá thanh long đã tăng mạnh trở lại từ 7.000 đồng một ký, đã tăng lên từ 30.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Tuy nhiên, yếu tố tăng giá vẫn chưa bền vững, giá cả thanh long vẫn bấp bênh. Cái nguyên nhân của cái cây thanh long của mình do mất giá là cái đó cũng là cái chung của những cái trái cây khác cũng vậy. Khi mà cái trái cây mà nó ra tập trung quá thì cái cung nó vượt cái cầu thì thanh long nó sẽ rớt giá. Long An hiện có hơn 11.700 hectare trồng thanh long với sản lượng trên 310.000 tấn mỗi năm. Cuối tháng 3 tới, Long An sẽ thu hoạch hơn 9.200 hectare thanh long với sản lượng khoảng 91.300 tấn, cùng với khoảng 30.000 tấn chưa tiêu thụ được do ảnh hưởng dịch COVID-19. Điều này cũng cho thấy sự phụ thuộc quá lớn của mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc, chiếm tới hơn 80% sản lượng tiêu thụ. Tỉnh và Bộ Công Thương giúp cho huyện để xúc tiến thương mại,
tìm đầu ra mà ở cái thị trường một số nước để tiêu thụ cái sản lượng thanh long của huyện Châu Thành. Cái thứ hai đó là giúp cho huyện giới thiệu và kêu gọi một số nhà đầu tư. Một đó là về đầu tư đó là cái nhà máy xử lý trước khi xuất khẩu. Những năm gần đây, diện tích trồng thanh long ở nhiều địa phương được mở rộng một cách ồ ạt, trong khi thị trường thì phụ thuộc vào một khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, giá cả lại bấp bênh. Những lý do này khiến người nông dân vừa trồng thanh long vừa lo thấp thỏm. Tỉnh Long An đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì liên kết các địa phương trồng thanh long để có kế hoạch trồng trái vụ nhằm tạo tính ổn định trong sản xuất và tiêu thụ, đồng thời có chính sách hỗ trợ áp dụng công nghệ trồng an toàn và đa dạng thị trường tiêu thụ. Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 182.000 ha. Hiện nay, lúa đã trổ chín thu hoạch hơn 100.000 ha, cho năng suất cao, bình quân 7,69 tấn trên 1 ha, cao hơn từ 500 kg đến 1 tấn trên 1 ha so với cùng kỳ năm 2019. Sau đây là thông tin chi tiết. Vụ lúa đông xuân năm nay, Đồng Tháp có hơn 60% diện tích lúa chất lượng cao như nhóm giống lúa thơm đặc sản để gieo xạ là lúa Samin 85, VD20, nàng hoa chính. Lúa chất lượng cao chủ lực có giống lúa OM4900, OM5451, OM6976, Đài Thơm 8, DTM126. Các giống nếp, tỉnh khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp xạ thưa, xạ hàng và sử dụng máy cấy. Tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều mô hình sản xuất lúa như mô hình canh tác lúa lý tưởng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như canh tác giống lúa chất lượng cao, bón phân bón thông minh, phân tăng chậm. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả, giải quyết vấn đề khan hiếm lao động ở nông thôn, giúp giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận cho nông dân. Theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, hiện nay giá lúa chất lượng cao loại 1 giá từ 5.400 đồng đến 6.000 đồng một ký, lúa loại 2 giá từ 4.500 đồng đến 4.600 đồng một ký. Tiếp theo chương trình là những sự việc đáng chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, người ta thường vứt đi những chiếc điện thoại di động hay là các sản phẩm điện tử đã lỗi thời hoặc là hư hỏng. Nhưng hiếm ai biết rằng là món đồ điện tử tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng lại có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với anh Desire Coffee, một nghệ sĩ nổi tiếng nhờ làm điều đặc biệt như vậy. Hiện tại, anh Desire Coffee đang trở thành một trong những nghệ sĩ có sự ảnh hưởng trong nền nghệ thuật đương đại ở đất nước bờ biển Nga sau khi công bố hàng loạt các tác phẩm tranh từ điện thoại di động. Sau khi tìm được những chiếc điện thoại di động đã bị vứt đi, nghệ sĩ 24 tuổi này dùng búa và kìm tháo rời màn hình và bàn phím ra khỏi máy rồi sử dụng chúng để tạo thành các bức tranh. Việc tái chế lại rác thải điện tử của nghệ sĩ này không chỉ khiến giới nghệ thuật kinh ngạc mà còn đánh thức mọi người về việc bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, nghệ thuật từ lâu đã vượt ra khỏi giới hạn cổ điển của các tác phẩm như tranh vẽ trên vải hay là các tác phẩm điêu khắc thông thường, mà giờ đây nó đã được phát triển dưới nhiều hình thức độc đáo khác lạ. Vâng ạ, chẳng hạn như buổi triển lãm cách làm salad vừa được khai trương tại thành phố New York, Mỹ. Triển lãm của nghệ sĩ Darren Bader mặc dù không có tên gọi chính thức nhưng nó đang được gọi với cái tên Triển lãm trái cây, rau quả và salad trái cây và rau củ. Triển lãm vừa được mở cửa tại Bảo tàng Whitney ở thành phố New York, Mỹ. Đến với triển lãm này, khách tham quan sẽ bắt gặp những loại trái cây và rau quả quen thuộc như cà chua, dưa chuột, dứa, lê, táo được đặt trên kệ gỗ riêng biệt trong phòng trưng bày. Sau đó, nhân viên bảo tàng sẽ đi thu gom các loại rau củ quả đó và đưa vào nhà bếp để làm salad. Khu vực chế biến không được mở cửa cho khách tham quan, nhưng mọi người có thể xem qua màn hình chiếu tại triển lãm. Sản phẩm cuối cùng sau đó sẽ được đựng trong những chiếc cốc nhỏ và mang ra phục vụ những vị khách có mặt tại đây. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, vùng nguyên liệu xuất khẩu, xoay sở tìm thị trường mùa dịch. Bình Định nhức nhối tình trạng câu trộm điện. Sức mất mạng dưới gầm xe container vì sang đường kiểu tự sát. Chuyên mục chuyện ngày mới, trải nghiệm vẻ đẹp đất nước qua sách du ký họa. Thưa quý vị, do dịch bệnh Covid-19, vùng nguyên liệu xuất khẩu đang phải đối mặt nhiều thách thức.
các bộ, ngành và doanh nghiệp đã đưa ra một số giải pháp như tăng cường vai trò logistics, đẩy mạnh chế biến để thúc đẩy tiêu thụ. Thế nhưng, hạ tầng bảo quản nông sản có hạn, sản phẩm qua chế biến cũng không thể tìm được thị trường ngay trong một sớm một chiều. Tuy vậy, ở những vùng trồng có áp dụng tiêu chuẩn chặt chẽ, có liên kết doanh nghiệp thì vẫn ổn định đầu ra cho sản phẩm. Chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay xin được chia sẻ với quý vị câu chuyện này qua ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại đồng bằng sông Cửu Long. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Tài có 3 vườn thanh long, trong đó một vườn trồng theo tiêu chuẩn thanh long sạch. Khi dịch Covid-19 xảy ra, tình hình xuất khẩu ngừng trệ, vườn thanh long sạch vẫn được doanh nghiệp thu mua ổn định. Người trồng thanh long như anh Tài mới nhận ra, làm theo tiêu chuẩn chính là cách vượt qua rủi ro. Thì mình rút được bài học, ví dụ thanh long mình sạch thì mình sẽ bảo đảm được chất lượng và sẽ không sợ những hàng hóa này sẽ bị vấn đề gì. Nói chung là nếu mà làm được thanh long sạch đó, thì thị trường của mình nó sẽ phổ biến rộng rãi nhiều hơn, sẽ là rất là tốt hơn. Riêng tỉnh Long An có 14.000 hecta thanh long cho sản lượng 400.000 tấn quả tươi. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc. Dù thị trường Trung Quốc đã được khơi thông phần nào, tình hình xuất khẩu vẫn chậm và bị giảm tới 80%. Vì thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc á, thì đang bị dướng cái chỗ mà bán rất là chậm. Thì hầu như là người dân Trung Quốc không có đi siêu thị, họ không có mua. Cái người để qua xem hàng bên đây đang không có người để kiểm tra hàng bên phía Việt Nam. Họ không sang được do cái visa qua nên rất là khó, tại họ không chịu cách ly. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết do xuất khẩu khó khăn nên tình hình thu mua tại các vùng nguyên liệu đã giảm 20-50% số lượng hàng tùy vùng. Không chỉ thanh long mà nhiều mặt hàng khác như sầu riêng, vú sữa đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. Chỉ những vùng trồng theo tiêu chuẩn Global Gap, hữu cơ, có liên kết với doanh nghiệp thì vẫn được thu mua ổn định. Cái chuỗi liên kết để trồng theo cái phương pháp là hữu cơ đó, rồi để đạt những chứng nhận Global Gap và tạo một cái sự đầu ra ổn định tuyệt đối cho người nông dân. Như vừa rồi xảy ra dịch bệnh, Vinati vẫn đảm bảo khi mà giá thị trường xuống thấp, Vinati vẫn đảm bảo được cái thu mua đúng như giá trị đó. Như là điển hình như là cái trái vú sữa Sóc Trăng đó, khi thị trường xuống còn 10.000, Vinati vẫn mua là 39.000. Sở Nông nghiệp các địa phương cho rằng thời điểm này bùng phát dịch bệnh tác động mạnh đến thương mại nông sản một lần nữa cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của mối liên kết doanh nghiệp với nông dân. Cái sản xuất theo định hướng thị trường thì cái doanh nghiệp là vấn đề quyết định trong vấn đề định hướng cho cái người nông dân, người sản xuất. Chỉ cần yêu cầu doanh nghiệp đưa ra cái quy định chất lượng hàng hóa, mẫu mã thì người nông dân áp dụng làm theo. Một số nông dân không tuân thủ đúng cái quy định của doanh nghiệp thì người ta bị loại ra khỏi cuộc chơi. Chính quyền các địa phương và sở ngành chức năng cũng đã nhận ra, lâu nay các vùng trồng đối mặt bấp bênh do phụ thuộc thương lái, không hợp đồng, không điều kiện ràng buộc, không liên kết. Khi xảy ra biến động thì thương lái quay lưng và người nông dân chịu thiệt. Chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo về sự nguy hiểm khi thực hiện hành vi trộm cắp điện, nhưng tình trạng câu móc dây trước công tơ điện vẫn diễn ra khá nhiều tại Bình Định. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Sau nhiều đêm mật phục theo dõi, lực lượng điện lực Phú Phong mới bắt quả tang một hộ dân ở xã Tây An trộm cắp điện. Qua thống kê của ngành điện tỉnh Bình Định, trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã phát hiện và xử lý 126 vụ trộm cắp điện, sản lượng điện bồi thường hơn 200.000 kWh, số tiền truy thu hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan thẩm quyền đã xử phạt hơn 60 vụ với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cái đối tượng này là lấy cắp về ban đêm. Khi đó rồi các bộ phận liên quan đấy thì có mật phục, qua thời gian thì xác định được là cái điểm câu móc và cái hiện trạng đó thì bộ phận đã ập vào và để mà có nhờ chính quyền địa phương để họ chứng kiến rồi thì đối tượng là cũng thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình. Phần lớn số vụ vi phạm xảy ra tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi đường xá đi lại khó khăn. Lợi dụng các yếu tố đó, một số người am hiểu về điện đã thực hiện hành vi mắc trộm điện đầu dây trước công tơ điện. Những cái trạm mà có tổn thất bất thường và những khách hàng mà có cái sản lượng biến động thấp, ví dụ đang là sử dụng hàng tháng là 300-400 kg, nó tụt xuống còn 100 kg hoặc 50 kg, thì anh em sẽ vào chương trình và trên chương trình nó sẽ có biểu đồ là thấy nó bất thường thì đi kiểm tra những hộ đó thì anh em nó phát hiện ra là bất.
Để hạn chế nạn trộm cắp điện, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành điện tỉnh Bình Định đang tăng cường nhiều hình thức kiểm tra, giám sát, đồng thời tiến hành lắp đặt công tơ điện tử có tính năng kiểm soát từ xa đối với những khu vực thường xuyên xảy ra thất thoát điện trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp tục chương trình là những tình huống giao thông mà chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, đã có rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc rời xe ô tô mà quên không kéo phanh tay của tài xế. Một video clip được đăng tải mới đây trên trang mạng xã hội ghi lại trên địa bàn của phường 1 thành phố Đà Lạt là một ví dụ điển hình. Một chiếc ô tô 7 chỗ không có người lái đã bất ngờ tự trôi trên con dốc, tăng tốc rất nhanh rồi đâm vào liên tiếp 7 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Sau va chạm, chiếc ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ việc đã khiến cho cả khu phố náo loạn, nhiều xe máy đã bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn là khi đó, đoạn đường này có ít phương tiện đi lại nên không có thiệt hại về người. Theo nhận định của các nhân chứng, nhiều khả năng tài xế đã quên cài phanh tay, khiến cho chiếc xe bị trôi tự do theo dốc cao. Vì vậy, các tài xế luôn phải kéo phanh tay trước khi rời xe ô tô của mình. Tiếp tục chương trình là một tình huống giao thông gây thót tim. Thấy chiếc xe container đang chạy tới gần, nhưng nam thanh niên vẫn chạy băng qua đường và suýt chút nữa đã phải trả giá bằng mạng sống. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây nên hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng nam thanh niên cố ý tự sát nên đã tìm cách lao vào xe container, trong khi nhiều người nghĩ là do nam thanh niên này đã bất cẩn. Còn ý kiến của quý vị như thế nào? Hãy để lại bình luận của quý vị ngay trong chương trình 24 giờ chuyển động phát trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Quý vị thân mến, khi mà trào lưu làm sách du ký, sách ảnh về vẻ đẹp quê hương đất nước dường như lắng lại, thì gần đây giới xuất bản lại nổi lên một xu hướng mới, đó là làm sách tranh, sách du ký họa với sự kết hợp giữa lời văn và tranh ký họa. Vâng ạ, với cách thể hiện khác lạ, loại hình này đã đem đến những trải nghiệm mới, giàu cảm xúc cho độc giả. Đây được dự đoán là xu hướng sách mới để trải nghiệm vẻ đẹp của đất nước. Bằng tình yêu đối với Hà Nội, chị cùng các thành viên đã và đang từng ngày đi khắp ngóc ngách phố phường của thủ đô để ghi lại những nét đẹp bình dị cổ kính nhưng vẫn toát lên dáng vẻ hiện đại. Mảnh đất Thăng Long xưa đã cuốn hút biết bao du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Khi mà vẽ lại thì em có thể giữ được nét đẹp Hà Nội từ xưa và có thể yêu Hà Nội hơn và từ đấy có thể là giữ được vẻ đẹp của Hà Nội lâu hơn. Thông qua những bức tranh ký họa về Hà Nội và muốn cho mọi người thấy được những cái giá trị hiện tại và để cùng nhau gìn giữ nó. Không chỉ dừng chân tại Hà Nội, những người yêu hội họa còn cùng nhau đi dọc mảnh đất hình chữ S, dùng những nét ký họa đơn giản mà tài hoa, dẫn dắt độc giả vào chuyến du hành xuyên thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử, con người. Sách du ký họa ấy, thì là không chỉ là một cái tập hợp các bức tranh mà là trong đó thì còn có rất là nhiều câu chuyện về những câu chuyện đằng sau bức tranh này, hoặc là những cái thông tin rất là bổ ích về không chỉ là kiến trúc mà còn về văn hóa của cái vùng đất đấy nữa. Thế nên là khi mà xem một cuốn sách như thế thì tôi đã học hỏi được rất là nhiều về văn hóa kiến trúc và cũng như là những cái phong tục tập quán của người dân ở vùng đó. Qua những quyển này thì có những cái nơi mà mình tôi chưa thực sự được đến. Thì bây giờ thực sự là khi mà xem những cái này thì tôi cảm giác thực sự muốn đến đó và tôi thực sự tự hào. Các tác phẩm này lấy cảm hứng từ lịch sử, phong cảnh, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực của các vùng miền trên khắp đất nước, cho thấy sự quan tâm lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc và sự sáng tạo trong cách truyền tải của những người trẻ. Đây là một xu hướng tích cực trong sáng tác, làm phong phú mạng sách tranh, mang đến cho người đọc một món ăn tinh thần hấp dẫn, mới mẻ. Và câu chuyện vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Nghề Mới cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì Hoàng Trí và Tuyết Oanh xin kính chào và hẹn gặp lại.